Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở phần lý thuyết cũng như là phần bài tập bổ sung của công 11.1 và 11.2 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái câu 12.3 trở đi em nhé. Ta đi sang câu 12.3. Thương của một số, thương là phép gì em? Thương là chính là phép chia. À, thương là phép chia của một số vô tỉ. Vô tỷ nghĩa là cái tập hợp y đó, là số vô tỷ đó chính là số thập phân vô hạn không tuần hoàn và một số hiệu tỷ. Số hiệu tỷ chúng ta sẽ có dạng là a phần b, là một số vô tỷ hay là số hiệu tỷ, nghĩa là cái thương, nghĩa là cái kết quả của phép chia đó. Người ta hỏi là giữa số vô tỷ và số vô tỷ và số hiệu tỷ thì kết quả của nó ra đó là một số vô tỷ hay là một số hiệu tỷ, ý người ta hỏi như vậy đó, em hiểu không nào? Đấy. Nhưng mà thì cái em nhớ lại câu này này. Cái tích tích của hai số hiệu tỷ nhớ chắc chắn sẽ là một số hiệu tỷ. Chúng ta căn cứ cái này để chúng ta chứng minh nha. Ta giải này. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ giải theo cái kiểu tổng quát và hơi khó hình dung một chút, nên các em cố gắng, tại vì cái này nó không phải cộng trừ nhân chia một cách đơn thuần là một cái số nào đó mà người ta đã cho sẵn, mà ở đây người ta hỏi dưới dạng là chúng ta phải lập luận, lý luận, chứng minh, khẳng định để mà cái điều đó là đúng hay sai, hay là ra một cái kết quả mà người ta đưa ra là đúng hay là sai, hay ra một kết quả theo đây là số vô tỷ hay là số hiệu tỷ. Các em hiểu chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi, chúng ta gọi a là số vô tỷ. Cái này thương của một số vô tỷ với số hiệu tỷ. Như vậy b là số hiệu tỷ. Thương nghĩa là phép chia. Như vậy theo đề bài ta có, các em sẽ lấy số vô tỷ chia hiệu tỷ, vô tỷ chia hiệu tỷ này, chia nghĩa là a phần b. A phần b là sao em? Nhưng mà theo các em thì các em lấy số vô tỷ chia cho hiệu tỷ, theo các em ra vô tỷ hay là hiệu tỷ? Em đố với bạn đã biết giơ tay lên nè. Ta có số ở đây này, số vô tỷ chia hiệu tỷ thì nó chính là gì? Đó chính là số vô tỷ. Số vô tỷ nha. Vì nè, thầy chứng minh để em xem này. Vì nếu như a chia b, chúng ta được thương một cái b phẩy nào đó là số hiệu tỷ, thì nó là số hiệu tỷ thì a sẽ bằng là có phải lấy b nhân chéo lên này. Theo tỷ lệ thức em lấy b nhân chéo lên đây. Như vậy chúng ta còn sẽ có là b nhân cho b phẩy. Được không? Khi đó, tại vì ở đây chúng ta đã khẳng định một câu này, tích của hai số hiệu tỷ là một số hiệu tỷ, đúng không? Là một số hiệu tỷ. Như vậy thì tích này, hồi nãy nếu b phẩy này là một số hiệu tỷ thì nhân b phẩy hiệu tỷ, b này là hiệu tỷ thì nó phải ra một số hiệu tỷ, mà trong khi đó a của chúng ta là số vô tỷ. A làm số vô tỷ thì nó trái với cái phần đề bài mà các em đã gọi, chứng tỏ cái anh b phẩy này phải là số vô tỷ, cái kết quả cái anh b phẩy này phải là số vô tỷ thì nó mới đúng. Các em hiểu nào? Đó. Và khi đó em có này, b là số hiệu tỷ, b phẩy là số hiệu tỷ, đúng không? Giống như là thầy nói, nên từ đây chúng ta suy ra a sẽ bằng là b nhân b phẩy. Thì hiệu tỷ nhân hiệu tỷ là tích cái này, thầy cho nên ban đầu tích của hai số hiệu tỷ là một số hiệu tỷ này, thì suy ra a sẽ bằng b nhân b phẩy là số hiệu tỷ. Mà thầy đã gọi a là số vô tỷ thì chứng tỏ điều này là sai, không thể đúng được. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra là trái với giả thiết, trái với giả thiết a là số vô tỷ. Do đó
thương của một số vô tỷ và một số hiệu tỷ là số vô tỷ, được chưa? Các em xem và ghi chép đầy đủ vô nha. Cái này thì giải dưới dạng tổng quát chứ không thể nào mà giải ra một số cụ thể được em, không thể được. Được chưa? Các em ghi chép đầy đủ vô như này nè. Được chưa? Ta sẽ đi sang ở câu 12.4 em nhé. Người ta hỏi cái gì đây em? Người ta hỏi cái em là tích, tích là phép gì? Là phép nhân ha, của một số vô tỷ và một số hiệu tỷ khác không? Là một số vô tỷ hay là một số hiệu tỷ? Tích là phép nhân. Vô tỷ và hiệu tỷ thì các em cũng làm phương pháp giống như bài 12.3 thôi. Được chưa nào? Và các em nhớ rằng thầy như này này, thương của x chia y nha, y khác không này nọ, là nhớ là một số hiệu tỷ nhé. Được chưa nào? Ta giải này, chúng ta cũng sẽ gọi AB giống như lúc nãy nha. Chúng ta sẽ gọi A là số vô tỷ, B là số hiệu tỷ khác không. Như vậy thì cái tích A nhân B đó chính là gì? Là số vô tỷ em nha, nhớ nha. Vì bây giờ chúng ta chứng minh này, nếu A nhân B mà ra được B phẩy là số hiệu tỷ, thì khi đó chúng ta có A này sẽ bằng là B phẩy chia cho B. Như vậy B phẩy này là hiệu tỷ, chia cho B này là hiệu tỷ, thương của x chia y, đây hiệu tỷ, đây hiệu tỷ, thì ra một hiệu tỷ, mà đây ra A là vô tỷ. Như vậy thì A này nó phải là ra một số hiệu tỷ, mà trong khi đó chúng ta gọi đây là A là số vô tỷ thì chứng tỏ là nó sẽ sai. Vì cái ban đầu chúng ta gọi thì chứng tỏ kết quả nó phải là ra số vô tỷ chứ không thể nào là hiệu tỷ được, cái B phẩy này. Em hiểu chưa nào? Như vậy thì khi đó B phẩy là số hiệu tỷ, B là gì em? B là số hiệu tỷ, nên A là số hiệu tỷ, như vậy thì nó sẽ mâu thuẫn. Với cái đề bài A là số vô tỷ, vậy của một số vô tỷ và một số hiệu tỷ khác không là một một số vô tỷ, nhóm này như vậy nha. Những dạng này nó hơi khô khan nên các em cố gắng chịu khó suy nghĩ một chút thì các em cảm thấy nó mới hay. Cho bảo ủa sao không có số, có phép chia, phép tính đồ gì hết mà toàn là cứ gọi dễ dàng tổng quát theo kiểu công thức, hình thành công thức em, nên là các em phải cố gắng nha. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 12.5 và 12.6, hai cái bài sau khá là khó nên ta cố gắng giải trước đi nha. Bye bye các em.